Chào mừng đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình có hai cái dòng sản phẩm thử nghiệm ở trên cái TikTok Shop anh em. Và mình đang thấy là giá ở trên TikTok Shop hiện tại bây giờ nó đang hỗ trợ rất là tốt luôn. Ví dụ cái này nè, hiện tại anh em mà mua ở cửa hàng mình nó giá là 60 ngàn đúng không? Nhưng mà những anh em nào mà mua TikTok Shop đầu tiên á, anh em lên cho anh đặt cái đơn hàng đầu tiên nó đang giảm cho còn có 35 ngàn anh em. Ghê thiệt. Còn cái cây này nè, cái bút thư điện siêu bóng sáng siêu led này nè, thì giá mình đang sale là 35 ngàn đúng không? Nhưng mà mình khi đăng TikTok Shop á, anh em nào mua trực tiếp thì 35, anh em nào mà mua online á, hoặc qua những cái kênh khác anh em phải cộng thêm tiền ship. Nhưng anh em mua trên TikTok Shop nó miễn phí ship luôn. Đây anh em ạ, cái con dao này nè, bây giờ trên TikTok Shop anh em này nè, nó đang giảm giá nè cho 35 ngàn cho khách hàng mới á. Những anh em nào khách hàng mới thì anh em mua được với giá 35 ngàn nha. Ồ, giảm quá trời giảm luôn á. Tội con dao này 35 ngàn là rất là rẻ luôn nè anh em nha. Dao này của Bùm Kinh 35 ngàn của nó rất là rẻ luôn. Thân bằng nhôm à, thân nhôm phủ cao su đó, đẩy lên ở dưới lên nè, trượt đẩy nè, thả về nè nha. Lưỡi 9 mm, lưỡi làm thép SK4 rất là cứng luôn nha. Cái dòng là dòng Heavy Duty, anh em dùng công nghiệp. Những anh em nào đóng gói hàng đồ đó, anh em làm đồ đó à, điện rồi đó, tuốt dây làm đó sướng luôn anh em ơi nha. Rất là cứng, con dao này cứng cáp cực kỳ lắm. Mà giá hiện tại bây giờ anh em mua đơn hàng, anh đi mua ở cửa hàng mình là 60 ngàn đúng không? Nếu mà đi ship đi á thì anh em cộng thêm tiền ship nữa. Còn anh em ghé bên TikTok Shop á, thì bây giờ nó đang giảm xuống còn có 35 ngàn cho khách hàng đầu tiên thôi. Nhưng khách hàng mới nha, những khách hàng nào mới nha, còn khách hàng cũ mình không có biết nha. Những khách hàng mới nào mua trên TikTok Shop đầu tiên á thì giá chỉ có 35 ngàn thôi đó. Thì anh em mà cứ, mình sẽ để link bên dưới, anh em nào mua anh em cho mua. Còn cái bút thư điện này nè, giá 35k. Nếu mua cửa hàng mình anh online cửa hàng anh em phải cộng thêm tiền ship, mà lên TikTok nó đang miễn phí ship luôn, nên chờ chút. Rồi thì đây là cái bút thử điện chạm và không chạm anh em. Ví dụ như anh em chạm vô đây nè, em thử vô đây ha, thì cái trên đây nè sẽ có hai bóng, một bóng màu xanh, một bóng màu đỏ. Khi mà anh em chạm vào, anh em đưa vào dây nóng thì sẽ cháy hai bóng luôn, xanh và đỏ. Anh em chạm vào dây nguội thì chỉ cháy màu xanh không thôi ha. Nè mình chạm nè nha, rồi đưa thẳng vào chỉ nguội nè, màu xanh, như nóng nè thì màu xanh và màu đỏ. Còn anh em thử không chạm nè, không chạm vẫn thử được nha, chỉ nguội là nó không có cháy đèn, như nóng là nó cháy màu xanh nha. Đó, đây là mình không chạm, anh em nào yếu tim mà sợ gì đó mình có thể mình sử dụng cái chức năng không chạm được. Ok, sản phẩm thứ hai, cái thứ hai nữa là anh em test ngoài dây. Ngoài dây bắt buộc anh em phải chạm nha, tại nó đâu có tiếp xúc có điện đâu. Em ngoài dây nè, đây nè, dây nóng là nó cháy màu xanh nè, nó cháy màu xanh mờ mờ là nha, chứ nó không có chớp, qua camera nó chớp chứ bên ngoài nó không có chớp đâu, con mắt mình nhìn nó không có chớp đâu, cháy xanh nè. Còn như nguội nó không cháy nè. Ok ha, như nóng nè đó, anh em thấy không, đó là rất là hay bút này và nó sáng rực luôn. Và những cái bút thư điện bình thường khác anh em gắm vô nó mờ cầm mà nha. Bút này thì sử dụng thêm ba cái viên pin Seiko nữa nè ha, nó cho ba viên pin. Pin này mua phổ thông ngoài nhà sách có nha, nó cứ mua xài thôi. Giá đang sale còn 35 ngàn, anh em lúc trước con này tới 45 ngàn, trong cái tháng 4 này đang sale còn 35 ngàn thôi. Anh em nào mà mua trên TikTok thì bây giờ nó đang miễn phí ship, mà không biết miễn khi nào. Nói chung là khi nào mà nó có hỗ trợ thì anh em ghé anh em thăm thôi. Mình sẽ để cái đường link hai cái sản phẩm này bên dưới, anh em có click vào đó anh em có thể đặt thử trải nghiệm thử nha. Thì từ từ mình sẽ up lên thêm những sản phẩm khác nữa, trước mắt thì thử hai sản phẩm này coi như thế nào. Anh em mình thấy nó rẻ quá nha, mình thấy nó quá rẻ luôn. Con dao này mà bình thường mình bán con dao này không á, anh em là nó khoảng 75 ngàn á, mình sell xuống là 60 ngàn, mà lên trên TikTok nó là giảm thêm 30k nữa mới ghê anh em ha, giảm thêm 30k nữa. Con dao này quá rẻ luôn. Rồi ok nha, cảm ơn em á, xin chào và hẹn gặp lại.